Hello tất cả các bạn, mình là Thái Triển và rất là vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh YouTube của mình. Thì thời gian vừa qua thì mình cũng rất là bận cho nên mình cũng không có làm nhiều video. Và hôm nay thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và cũng đã xem những cái video của mình trước đây. Và hy vọng thời gian tới mình sẽ làm nhiều video để chia sẻ cùng các bạn nhiều điều thú vị hơn. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cũng như là review một cái phần mềm đang cũng khá là hot trong giới công nghệ 2 3 ngày vừa qua, đó là cái trình duyệt của Microsoft Microsoft Edge phiên bản Premium. Thì tại sao nó hot các bạn? Tại vì trước đây Microsoft thì phát triển một cái trình duyệt đi kèm với phiên bản hệ điều hành Windows, và trình duyệt đó thì nó được Microsoft kỳ vọng rất là nhiều trong cái việc mà lấy lại thị phần từ Google Chrome cũng như là Firefox và những trình duyệt khác. Tuy nhiên thì cái trình duyệt S đó là một sự thất bại của Microsoft, và Microsoft đã phải gọi là hạ mình để mà phát triển một cái phiên bản sử dụng nhân Chromium của chính Google phát triển mã nguồn mở để mà cạnh tranh trực tiếp với những cái trình duyệt khác. Và mình rất là bất ngờ khi Microsoft, khi đội ngũ phát triển developer của Microsoft đã làm một cái trình duyệt mà mình cảm thấy hứng thú khi mà 2 ngày vừa qua mình trải nghiệm cái trình duyệt này. Và đầu tiên thì để cái cài đặt trình duyệt này, các bạn có thể vào cái đường link mà mình share trên cái website của mình, cũng như là các bạn truy cập thẳng vào trang web là microsoft.com NUSADGE hoặc là V Việt Nam, tức là các bạn cứ cần search S ra là nó sẽ ra được cái trang này ngay cho bạn để bạn tải Microsoft S về. Và mình đã tải, mình cài đặt rồi, thì các bạn có thể chọn phiên bản phù hợp với cái hệ điều hành của mình. Thì ở đây Microsoft nó chỉ hỗ trợ từ Windows 7 trở lên, cũng như là hỗ trợ hệ điều hành macOS, iOS và Android, chưa hỗ trợ Linux. Cho nên các bạn nào xài Linux thì chúng ta cũng đã quen với Firefox và cũng như là Chromium, thì chúng ta cứ thể xài những cái trình duyệt đó. Thì sau khi các bạn tải về thì các bước cài đặt rất đơn giản thôi, thì bạn chỉ cần tải cái phần mềm về. Đây mình tải thử cho các bạn, save và download, close rất là nhanh. Và sau khi load download xong, bạn chọn dùng download ví dụ vậy đó, thì các bạn tải xong thì bạn cứ mở lên, các bạn cài đặt rất là bình thường. Nó sẽ tự động cài đặt hết tất cả những cái thứ mà bạn cần cho cái trình duyệt này. Và sau khi cài đặt xong thì nó sẽ mở lên cho bạn. Thì do này mình đã cài đặt rồi cho nên mình sẽ cancel. Đó, sau khi cài đặt xong thì khi bạn mở một cái giao diện Microsoft Edge thì các bạn sẽ qua cái bước thiết lập ban đầu. Thì nó cũng rất đơn giản thôi, các bạn cứ next thôi. Hoặc là nếu các bạn đang sử dụng Windows, các bạn có thể đăng nhập trực tiếp vào tài khoản của Microsoft để các bạn đồng bộ hóa những cái sử dụng của mình. Đây mình đã đồng bộ hóa cái tài khoản của mình vào đây, và từ cái lúc mà đã có beta thì mình đã sử dụng trình duyệt này rồi, cho nên là rất là đơn giản thôi, rất là nhanh. Những cái gì mình đã import thì nó sẽ hiển thị lên hết tại tài khoản dữ liệu của mình. Và rất là hay khi các bạn sử dụng những cái thiết bị khác, ví dụ iOS hoặc Android, thì các bạn hoàn toàn có thể đồng bộ hóa những cái nội dung mà chúng ta tìm kiếm hoặc sử dụng trình duyệt trên trình duyệt này rất là dễ dàng từ các thiết bị với nhau. Và một cái tính năng rất là hay đó là Continue to PC. Thì cái tính năng này vừa qua thì cũng được Android giới thiệu rất là nhiều, và hiện nay nếu các bạn sử dụng trình duyệt S thì rất là hay. Và trong một clip khác mình sẽ demo tính năng đó cho các bạn hiểu thế nào để chúng ta làm việc hiệu quả hơn với cái tính năng là Continue to PC. Rồi, ở đây thì cái gì mới các bạn? Ở đây thì trình duyệt S này có 3 cái mà mình thấy mới đầu tiên mà khi mà bắt đầu thiết đặt. Thứ nhất đó là giao diện tối dashboard, thì các bạn có thể vào setting. À, đó vậy, các bạn thích chỉnh tiếng Việt thì một lát mình chỉ chỉnh tiếng Việt. Setting các bạn có thể vào Experience và các bạn cho vào Dark. Đây là một cái giao diện tối mà mình rất thích sử dụng giao diện tối, và ngay cả khi Windows đã cập nhật thì mình cũng đã sử dụng giao diện tối. Tại giao diện tối nó giúp cho mình làm việc nó tập trung hơn. Đó, tùy các bạn thôi, tuy nhiên mình rất thích giao diện tối. Cái thứ hai đó là cái lựa chọn cái màn hình chủ, màn hình mở tab mới, New tab nè. Thì nó có gì? Thứ nhất là chế độ tập trung, là nó chỉ một cái hình nền màu đen hoặc màu trắng tùy chế độ bạn chọn. Cái thứ hai đó là những cái 8 cái tab, những cái trang web mà bạn hay truy cập vào, nó sẽ tự động hiển thị qua đây hoặc là bạn tự set luôn, rất là đơn giản. Cái thứ hai đó là chế độ truyền cảm hứng. Thì truyền cảm hứng này nó cũng giống y đúc thôi, không khác gì hết, nhưng mà cái màn hình của bạn sẽ được phủ một cái wallpaper bất kỳ, hàng ngày nó sẽ có wallpaper khác nhau. Và theo mình để ý thì buổi tối thì thường nó sẽ đưa những cái wallpaper mà cảnh tối, cảnh đèn để cho các bạn đỡ mỏi mắt hơn. Ở bên dưới thì tất nhiên nó có những cái tin tức được lựa chọn bởi cái trang Microsoft News đó. Cái tiếp giao diện giới thiệu đó là giao diện thông tin. Thì giao diện thông tin này nó sẽ giúp cho các bạn là theo dõi những thông tin đang được đăng tải trên các báo chí, cái nguồn, và bạn hoàn toàn có thể cá nhân hóa những cái nội dung mà bạn muốn xem ở trong đây. Nó giống như trang báo mới của mình hay sử dụng trên Android đấy, hoặc là iOS đó các bạn.
đó. Thì một cái mình thích đó là tùy chỉnh, thì do mình không thích đọc nội dung, mình sợ những nội dung xấu đập vào mắt mình, cho nên mình thường là mình tắt nội dung luôn và mình chỉ để chế độ này, hoặc là để chế độ là đơn giản nhất là chế độ tập trung, rồi sau đó mình có thể tùy chỉnh đây. Ở đây rất là dễ dàng, bật tắt này rất là dễ dàng đó, thì các bạn có thể tắt nội dung nếu mình như mình cũng được đó. Thì sau khi mà các bạn thiết đặt chế độ này xong thì các bạn thấy là nó giao diện của nó nửa nửa giống Chrome và nửa nửa giống Firefox đó. Cái đó là mình cảm thấy là tại vì mình rất là thích cái giao diện của Firefox khi những cái tab này nó rất là rõ các bạn, và mình lại thích cái chuyện mà nó đơn giản tối ưu hóa của Chrome, chứ mình không có thích rườm rà như kiểu Firefox đó. Thì khi mình vào setting thì mình rất là ngạc nhiên khi mà thấy là cái bố trí setting này rất là trực quan, cũng như là những cái phông chữ mình cũng thấy ok, nó rất là dễ tiếp cận. Và một cái hay đó là có một cái tính năng đó là pin pin cái trang web của bạn ra ngoài trực tiếp ngoài desktop. Ví dụ như mình vào cái trang tái chuyển của mình và mình có thể pin nó ra, và Microsoft gọi nó là app ứng dụng. Tuy nhiên nó thực chất là cũng một cái trang web thôi bạn. Khi bạn pin một cái trang web này ra ngoài desktop, đây ví dụ mình spin nó ra ngoài desktop, thì mình sẽ có một cái shortcut để truy cập vào trực tiếp cái website này mà không thông qua trình duyệt, bạn không cần mở trình duyệt. Thì cái này rất là tiện lợi cho những bạn mà mình hay mà đọc tin tức, hay là hay làm bài, hay là cái kiểu như mình là biên tập web nè đó. Thì mình khi mình cần thì mình chỉ cứ đúp click vào cái này là mình có thể mở lên cái nội dung mà mình làm việc, đó, mình chia sẻ rất là nhanh. Hoặc là các bạn thích truy cập Facebook thì bạn có thể pin Facebook ở đây, mình truy cập cái là nó sẽ mở chữ tự động, nó nhận mở nhân trình duyệt, sau đó nó mở cái trang web cho bạn với một cái ứng dụng cửa sổ nhỏ đó, rất là hay, rất là tiện. Đó là ba cái mới mà mình thấy là Microsoft Edge Chromium nó đã làm cho mình rất là thú vị khi mình sử dụng. Và những cái tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái mà nó mang đặc tính của Chrome, cũng như là nó tối ưu hóa tốt hơn cho người dùng, cũng như là mình thấy là nếu các bạn theo dõi kỹ á, thì chúng ta thấy đây là cái mức set cái mức tài nguyên ứng dụng, thì mình có cảm giác là nó sử dụng ít tài nguyên hơn Chrome. Và nếu một cái video khác mình sẽ so sánh kỹ hơn giữa Chrome, Microsoft Edge Chromium và Firefox, để các bạn thấy là cái Microsoft Edge này nó sẽ cải tiến như thế nào về cái mức độ sử dụng tài nguyên. Thì ở đây mình sẽ nói sơ qua, mình có cảm giác là nó sử dụng ít hơn, tại đây mình mở 5 tab và cái mức độ của nó chỉ gần khoảng 1 GB thôi. Rất là thoải mái cho các bạn sử dụng. Nếu các bạn sử dụng một cái laptop 4 GB hoặc là 8 GB thì vẫn có thể sử dụng trình duyệt Edge rất là dễ dàng. Đó. Thì một cái mình thú vị tiếp theo mình có thể kể đó là cái extension. Thì tất nhiên các bạn sử dụng Chrome để bạn quá quen với extension rồi. Tuy nhiên đối với những Microsoft Edge thì cái phiên bản cũ thì nó phát triển những extension nhưng mà rất là hạn chế, cũng như là extension nó rất là khó cài đặt cho các bạn. Thì đối với Microsoft phiên bản Chromium thì các bạn cũng không được như Google rất là phong phú đâu, mà nó chỉ có một số lựa chọn cơ bản thôi, và hiện nay nó vẫn đang trong quá trình phát triển các bạn. Đây beta thôi mà. Đó thì các bạn hoàn toàn có thể cài những extension mà bạn thích trực tiếp vào đây, và quá trình cài đặt nó còn rất là đơn giản hơn cả Chrome nữa các bạn. Ví dụ mình hay cài là Red Thing for YouTube hoặc là Flock, cái trình mà chặn quảng cáo nè. Đó thì mình cài vô mình chỉ cần guess ok extension là tự động nó cài đặt cho các bạn luôn, rất là nhanh, không có cần phải qua nhiều bước. Đấy. Ok, đóng lại. Và khi mà bạn chặn một cái mà sử dụng một cái trình quảng cáo thì bạn nhớ tắt một cái trình quảng cáo khác, đừng có để hai ba cái trình chặn quảng cáo nó song song với nhau, thì rất là hại cái hệ thống, cũng như là nó hoạt động không có trơn tru cái gì việc mình đó. Mình tắt một bớt một cái đi, mình có thể là mu hoặc là cái này detention đây, mình sẽ tắt nó đi hoặc là remove nó luôn. Thì theo mình cảm nhận á, thì cái adblock này nó chưa có tối ưu hóa tốt bạn. Nhiều khi bạn mở YouTube thì nó vẫn chưa nhận được những cái quảng cáo của YouTube. Thì cái đó là mình nghĩ là sắp tới thì sẽ tích hợp sâu hơn, thì chắc chắn sẽ hoạt động tốt thôi. Đó thì một cái nữa mà mình thấy đó là hay, đó là cái read aloud đó, cái đọc văn bản. Ví dụ mình tra một cái văn bản, sau đó mình một cái tra một cái bài báo, thì có thể là sử dụng chức năng này để nó đọc từ trên xuống dưới, đọc cái nội dung mà mình cảm thấy là đó đó thì Diarrhea. đó thì nó Fever. đọc đọc những cái nội dung ở Cough. trên cái màn hình cho các bạn, Cough. rất là tiện nếu Sneeze. các bạn muốn đọc tin đọc báo. Tuy nhiên là mình thấy là nó chưa hỗ trợ tốt tiếng tiếng Việt, và mình sẽ cố gắng demo để các bạn thấy được cái chuyện này. Và trong setting thì bạn hoàn toàn có thể chỉnh lại tiếng Việt các bạn, bạn vào setting bạn chọn vào ngôn ngữ, nó rất là hay nha. Và sau đó bạn có thể add tiếng Việt vào, và bạn đưa lên đầu là mute, mute stop hoặc là delay Microsoft Edge in this language, là nó sẽ tự động hiển thị tiếng Việt cho bạn. Ví dụ mình hiển thị tiếng Việt cho bạn đây. Đấy.
mình sẽ khởi động lại trình duyệt này. Đấy, coi như cái bài viết của mình có thể là nó đã bị mất đó các bạn. Đó, ok, nó còn vẫn còn, ok. Đó, thì đây là ngôn ngữ tiếng Việt dành cho trình duyệt rất là dễ dàng cho các bạn sử dụng và chỉnh rất là trực quan luôn các bạn. Mình rất là thích cái menu của Microsoft Edge tại vì nó rất là trực quan, nhìn vô là biết mình muốn chỉnh cái gì, mình chọn vào ngay, không có phức tạp. Có một duy nhất một cái phức tạp đó là các bạn chọn cái phần tìm kiếm mặc định. Ví dụ các bạn đánh vào đây nó sẽ tự mặc định của nó là trình duyệt Bing. Cái công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft đây, cũng đây, Bing của Microsoft. Tuy nhiên là trong ở đối với Việt Nam mình và một số nước á, thì cái Google mới là cái mà mình hay sử dụng để tìm kiếm tại nó tìm kiếm sâu hơn, nội dung tốt hơn. Cho nên là mình sẽ phải vào cài đặt mình kiếm và qua một hồi lâu thì mình mới kiếm được cái nơi mà mình để set up được cái trình tìm kiếm mặc định thì nó nằm ở đây các bạn. Các bạn vào setting nhé, bạn vào quyền riêng tư và dịch vụ, sau đó bạn kéo xuống tận cùng dưới chót, bạn sẽ thấy là thanh địa chỉ. Sau khi click ra thanh địa chỉ thì bạn sẽ chọn được cái Google là cái mặc định hoặc là những cái khác đó, bạn thích cái nào bạn chọn đó. Tất nhiên cũng có cốc cốc, có Yahoo rất là hay, Google mặc định, và khi các bạn đánh vào thì chắc chắn là cái trình duyệt mặc định tìm kiếm nó vẫn là Google đây, nó đã thêm sẵn cho mình. Nhưng mà khi mà mình kiếm nó rất khó đó, mình không để ý là mình không thấy được rồi, cho nên là cái đó là một cái mà các bạn cần lưu ý. Cái tiếp theo đó là cái hay của Microsoft Edge, đó là tính bảo mật cao hơn. Thì mình không biết là các bạn có để ý hay không, nhưng mà lúc trước mình xài Microsoft Edge hoặc là IE thì các bạn khi mà chỉnh những cái mức độ bảo mật nó rất là phiền phức, các bạn phải vào Internet Exception và chỉnh rất là khó khăn, không hiểu, khó khó hiểu lắm. Nhưng mà Microsoft Edge thì có trực quan luôn. Các bạn muốn chỉnh cái gì liên quan tới quyền riêng tư và những cái dịch vụ liên quan tới việc theo dõi thông tin của bạn á, thì các bạn có thể chỉnh ngay trực tiếp. Và mình ở đây mình sẽ chọn mức độ nghiêm ngặt strict luôn để cho cái chuyện việc duyệt web của mình nó được bảo vệ tối đa. Đó, còn tùy các bạn, bạn muốn chọn như thế nào thì ở đây nó có sẵn hết rồi. Mình có thể đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng mà. Đó, chứ không phải cần phải ngày xưa mình kiếm đâu đâu. Hoặc là trên Chrome hoặc Firefox thì những cái lựa chọn này nó cũng khá là thiếu trực quan để các bạn có thể chọn được. Mà nhiều khi người nhiều không không để ý các bạn. Nhiều người sử dụng không để ý cái chuyện đó và rất là nguy hiểm nếu chúng ta sử dụng mà chúng ta không để ý những cái thiết đặt như thế này. Đó, rồi các bạn hoàn toàn có thể set cái quyền trang. Trên cái quyền này thì chúng ta thí dụ như cookie và dữ liệu trang web mình cho những trang web nào, hoặc là những chọn những setting mà chúng ta sử dụng cái cookie và dữ liệu như thế nào đó, rất là hay, rất là tiện để cho các bạn sử dụng. Nội dung tải xuống thì cái này như Chrome và Firefox thôi, bạn có thể chọn nơi cái tải bạn tải xuống và nó cái chức năng tải của nó thì rất là tiếc, thì mình không hiểu tại sao thì Microsoft nó không chức add một cái socket ở đây để giống như những trình duyệt khác, thì chúng ta tích vào socket hoặc là ngay cả Firefox tích vào, hoặc là cốc cốc tích vào, chúng ta biết là chúng ta đang đau cái gì và chúng ta có thể manage rất là dễ dàng. Để manage thì chúng ta quay lại phải vào face setting và chúng ta chọn một tải xuống, thì nó rất mất thời gian cái thao tác của chúng ta. Tuy nhiên ở trong cái setting manage này nó cũng chia ra rất là đều, rất là nhiều thứ để chúng ta có thể search nhanh cái nội dung mà chúng ta đã tải xuống, rất là hay. Đó, thì cái phần setting mình trở lại nhé. Setting thì trong cái phần nội dung tải xuống này các bạn có thể chọn là hỏi trước khi tải tập xuống, và khi tải thì nó sẽ nằm bên dưới trình duyệt giống như Chrome, y chang Chrome không khác gì hết. Rồi ngôn ngữ thì nãy mình nói rồi, máy in thì nó rất đơn giản là set máy in, cũng quản lý máy in thì các bạn có thể quản lý máy in để mình in trực tiếp trên web ra. Rồi giới thiệu Surface đây, cái phiên bản mới nhất mình đang cài đó, thì đó là những cái rất là đơn giản để các bạn set up thôi. Tùy chỉnh bố cục và nội dung thì giống như nãy mình chỉnh đây, ở đây nè các bạn. Đó, thì đây là những cái mà mình cảm thấy Microsoft Edge đã làm cho mình rất là bất ngờ và cũng như là thấy thú vị. Tuy một cái phần mình mà không thích đó là cái tải xuống này nó không add một cái socket ở đây, nó rất là phiền cho mình mỗi khi mà mình muốn duyệt web, duyệt những cái file tải xuống nó rất là khó tìm kiếm cho mình. Tuy nhiên thì có một cái mà bạn lưu ý là ở trong Microsoft thì nó không có ghi là bookmark, nó ghi là favorites, mục yêu thích, giống như IE ngày trước tới giờ nó là favorites chứ không phải là bookmark. Cho nên nhiều khi các bạn thấy bookmark là đâu, ủa sao kiếm bookmark rồi không có, nó là cái mục yêu thích, đó là những cái gì bạn thích bạn 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 note lại, bạn lưu lại cái địa chỉ nó đó, mình thích cái gì mình có thể inbox trực tiếp từ những trình duyệt khác qua luôn, rất là dễ dàng chứ không phải là mình chỉ sử dụng được IE hoặc là Microsoft Edge lúc trước thì mình mới add được, thì mình có inbox từ những cái trình duyệt khác qua rất là dễ. Rồi, đó là những cái mà Microsoft Edge mà làm mình cảm thấy thú vị trong những ngày vừa qua mình sử dụng. Thì nói thêm một chút xíu về Microsoft Edge thì trình duyệt này mình cảm thấy là nó là đã
thấy được một sự đổi mới của Microsoft trong việc mà phát triển cái phần mềm, có thể là không đi một hướng riêng nữa mà tận dụng cái sức mạnh của đối thủ đó trực tiếp đó là Google để mà tạo lên một sản phẩm rất là tốt. Và mình nghĩ đây là một cái sản phẩm trình duyệt nếu mà tiếp cận được người dùng qua kênh Windows, mà trong cái gói cài đặt Windows nó có sẵn, thì Microsoft Edge rất là dễ dàng đánh bại những cái đối thủ khác như Chrome. Tại vì thường là chúng ta sẽ sử dụng IE để mà chúng ta cài Chrome không, hoặc là Firefox hoặc là Chromebook, thì nó rất là mất thời gian. Tuy nhiên, để đánh giá cái trình duyệt này so với những trình duyệt khác mà các bạn đang sử dụng, ví dụ như Chromebook, thì nó cũng có cái hơn cái thích, mà mình sẽ có một video so sánh riêng. Nếu mà có thời gian là mình sẽ làm một video so sánh riêng những cái trình duyệt này để coi các bạn tối ưu hóa thì các bạn nên chọn trình duyệt nào. Tuy nhiên thì đối với góc nhìn của mình thì mình đã chuyển qua sử dụng trình duyệt S được 2 ngày và mình nghĩ là mình sẽ sử dụng nó rất là dài lâu. Tuy nhiên trong một số trường hợp mình vẫn phải xài Chromebook và một số trường hợp mình vẫn sẽ xài Firefox. Còn Chrome thì mình đã không xài nữa các bạn, tại vì Chrome thu thập dữ liệu người dùng quá quá dữ dội cho nên là mình cũng không thích. Còn Cốc Cốc thì thực ra là mình cũng không xài thường xuyên. Cốc Cốc thì mình chỉ để sử dụng tải nhạc hoặc là video. Nó thẳng ra như vậy. Tức là Cốc Cốc có chức năng trực tiếp tải nhạc và video YouTube. Rất là tiện cho các bạn nào mà muốn lưu những cái đó hoặc là tải những cái mẫu hoặc là những đoạn âm thanh rất là nhanh. Còn Firefox thì sự phục vụ rất là tốt cho công việc mà thiết kế đồ họa của mình. Cái gì tốt thì mình sẽ nói sau. Tuy nhiên có một cái mà Firefox hiện nay đang gặp phải đó là gốn rất là nhiều RAM và hay bị crash. Thì mình rất là bực bội trong những ngày vừa qua mình đã sử dụng Firefox và mình cảm thấy rất là bực bội. Google Chrome thì lại gốn ngốn rất là nhiều RAM và thu thập dữ liệu rất là dữ dằn. Mình không thích điều đó và Microsoft Edge đã giải quyết được một cái bài toán cho mình, đó là tài nguyên ít chạy mượt mà, đồng thời đó là sử dụng Chromium thì mình hoàn toàn yên tâm với tốc độ tải trang cũng như là những cái tiện ích extension mà Microsoft Edge có thể tích hợp vào. Cũng như là Microsoft thiết kế giao diện cho trình duyệt của mình rất là hiện đại, rất là thích. Mà mình ngày trước thì mình đã sử dụng S và hiện nay mình cũng sẽ sử dụng S đó. Thì bây giờ mình sẽ thử demo lại chức năng đọc cho các bạn thêm VNA, Tytrian, đó. YouTube, Drive, One, Đó thì VNA. cái tùy chọn giọng nói là mình đã sẽ đọc lại cho các bạn nhé, đọc to nè, tùy chọn giọng nói nè đó. Thì bạn hoàn toàn có thể kiếm cái ngôn ngữ mà nó hỗ trợ ở đây. Thì mình chưa thấy ngôn ngữ tiếng Việt, thì các bạn có thể là một thời gian nữa thì Microsoft sẽ ép tiếng Việt vào. Mình vẫn chưa thấy cái tiếng Việt ở đâu cả đó, thì nó là một cái thiếu sót. Tuy nhiên là nếu các bạn nào thích nghe tin tiếng Anh hoặc đọc tiếng Anh hoặc là nghe tiếng Anh cho quen á, thì hoàn toàn các bạn sẽ sử dụng cái này để mà bạn hỗ trợ cho việc học tiếng Anh rất là tiện lợi đó. Đó là những gì mình sẽ chia sẻ về trình duyệt Microsoft Edge và rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Thái Chuyển. Cảm ơn các bạn.